Ford Everest được bổ sung phiên bản Sport với thiết kế mới và màn hình giải trí lớn hơn. Ford Everest Sport thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Thái Lan vào năm 2022. Sau hơn 2 năm, hãng Ford đã bổ sung phiên bản Sport mới cho mẫu SUV hạng trung này. Điểm nhấn của Ford Everest Sport 2024 ở thị trường Thái Lan nằm ở gói thiết kế ngoại thất mới mang tên Adventure Pack, bao gồm lưới tản nhiệt sơn màu đen với dòng chữ Ford cỡ lớn thay cho logo hãng, viền màu đen bao quanh đèn pha, đèn hậu, tem trang trí bên sườn, nẹp hốc bánh màu đen nhám, bệ bước chân bằng thép không gỉ và ba gờ knock up. Ngoài ra, Ford Everest Sport 2024 dành cho Thái Lan còn sở hữu gói hỗ trợ lái Driving Assistance Technology Package, DAT Pack B mới. Nhờ gói này, màn hình cảm ứng trung tâm của xe được nâng cấp từ loại 10,1 inch lên 12 inch. Tiếp theo đó là hệ thống tự động kiểm soát tốc độ để giữ khoảng cách an toàn, hệ thống kiểm soát làn đường, đèn pha tự động thông minh, phanh khẩn cấp tự động có thể phát hiện người đi bộ, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động sau va chạm, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, phát hiện phương tiện khác trong điểm mù, khi ra khỏi chỗ đỗ, hệ thống ngăn va chạm khi lùi và camera 360 độ. Ngoài những thay đổi trên, Ford Everest Sport 2024 ở thị trường Thái Lan vẫn sở hữu trang bị và động cơ như cũ. Xe được trang bị vành hợp kim 20 inch sơn màu đen, đèn pha LED tự động bật tắt, đèn LED định vị ban ngày hình chữ C, đèn hậu LED, cần gạt nước tự động, cửa cốp đóng mở chỉnh điện, tích hợp cảm biến đá cốp và gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện. Bên trong xe, mẫu xe này đi kèm ghế bọc da tổng hợp màu đen, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, sạc điện thoại không dây, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống âm thanh 8 loa, gương chiếu hậu tự động chống chói, điều hòa tự động hai vùng độc lập và đèn viền nội thất. Nằm bên dưới nắp capo của mẫu SUV hạng D này là động cơ diesel 4 xi lanh, tăng áp đơn, dung tích 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 405 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có 4 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco và Slippery. Ford Everest Sport 2024 ở Thái Lan có 6 tùy chọn màu sắc, bao gồm bạc, xám, xanh dương, nâu, đen và trắng. Giá của mẫu xe này khởi điểm từ 1,6 triệu baht, khoảng 1,158 tỷ đồng. Rất có thể trong thời gian tới, mẫu xe này cũng sẽ được bán ở thị trường Việt Nam.